ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជននាងខ្ញុំថនសេកេតុមេលីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផ្សាយនៃវគ្គព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជននាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់យើងជាដំបូងអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាដំណើរការសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីសញ្ញាល្អឡើងវិញខ្លះៗក៏ប៉ុន្តែតម
đâm nắng nơi cả sợt cho thay chùm nai lưu xì và cảm ịp chinh chun tạm phở tắc nơi khốn bởi tích lá. Bạn chạp đám thật lẽ cho bản tích đấy, tại nơi bởi tích Campuchia đâm lại nơi cả đực chinh chun tạm phở tắc ní. Mình toàn mình cả thật lẽ cho một vinh nơi lại tì. Tại xâm rạp đâm nà cả bà bà xì và cảm đực chinh chun tạm phở tắc ní ở bên ní. Bạn chạp đám bà xà chiêng bì bế muốn cho rần. Cả bất mặt đo ngày ní mong ní khơi anh thà. Từ rừng Ocean Fred nè bà tầm lại gặp Pal nè bà từ bản đà bà tê môi trường nguồn đôi chìa tàu xa hiệp rộp từ ảm rích dễ rốm cư bà tê chẳng ai đã cho lòng thịp nó cư mà đó thằng ngày này mong nít đôi chìa mình toàn miền ca update rừng môi có ca sọ cho ai tê chẳng phụ tầm lại Fred nó còn tay riêng bà sao bản tích facility nè bà đôi chìa ca cả môn dương miền bảy hà khắc hạt container miền ấy là nâng lạ bằng tay à lớn đi riêng bà sao bằng tích nế bà chấm bộ facility tại sao dân bộ cổ bào ấy cơ dân ai nghề xưa mình là bạn đôi môn bà hay container ấy cơ dân ai rộp bán nọc nông ca phá phá hình chấn bà chấn về miền chia sẻ nhà bà sao lại nế bà hay sẵn khâm tha nâng bà sao to tiết nế đòi miền bọn miền nó bà tệ khá lũng miền ca thòm thòi khá nơi tầm lại hình chấn nế tụ bây chân mình toàn bà đo ca một chiếc bằng tay về chia sẻ nhà lọ đầm lấy nơi cả đặc trưng chun tu tiếng sài gòn lúc bàn chập đàm cao lắng lắng chập pi chnam pi pòn mập hay cần lòng tứ đào cho mặc đào khai tụ là chnam pi pòn mập hay mùi nỉ đầm lấy nỉ bàn cao lắng đào chết pi mươn đô la Amrit nơi nông cả đặc trưng chun tu công cần mùi chân pi Campuchia tới căn xa rọt Amrit nâng từ giả hạ cốm ở rộp đài nỉ chia sẻ nhà bình chạy pi ca cao lắng đào từ pram pi tới pram bay đón thiếp nâng đầm lấy muốn bị bắt mê rô covid đập pram buôn cát mình lần bà tam lỗ nhà sân trần thí và cho bán đầm lại được chuyển chun tùm nến tam phở tắc bị Campuchia tới giai đoạn Amrit tam được dạy tù container tùm hôm mập hay phít thay chất mùi mơn pram pi bọn đô la nâng tù container tùm hôm xài sập phít thay được chuyển chun chất pi mơn đô la trong này thay được chuyển chun bị Campuchia tới ở rộp vinh xâm rạp tù container tùm hôm xài sập phít thay chung vinh mùi mơn pram bay bọn đô la khả nạ thay được tùm nến bị Campuchia tới chân vinh xâm rạp tù container tùm hôm xài sập phít đôi khí thay mỗi quán trăm pi rồi 80 đô la.